OK, xin chào các bạn. À, khi mà các cái thế hệ iPhone 11 mới được ra mắt cùng với con chip A13 ấy, thì mình cũng thấy có rất nhiều ý kiến của anh em đó là uh, A12 nó là một con chip quá là mạnh rồi, hiệu năng quá là cao rồi. Vậy thì cái việc mà nâng cấp từ iPhone XR, XS hay là XS Max lên iPhone 11 thế hệ mới đó là không cần thiết. Mình một phần nào đó thì đồng ý với cái ý kiến này, đó là A12 nó có hiệu năng tốt. Tuy nhiên qua một số bài test hiệu năng với chiếc iPhone XR mà mình đang sử dụng ở đây thì mình đã nhận thấy một số cái điểm nó khá là đáng nói và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn nói về việc là A12 nó không còn quá là đủ nữa và tại sao A13 nó lại ra đời. Đầu tiên thì trong video ngày hôm nay mình có sử dụng ba chiếc điện thoại trên bàn hiện tại là XR chính là cái chiếc điện thoại chính mà mình dùng lâu nay luôn. Một chiếc iPhone 11 và một số bài test thì mình dùng cả iPhone Xs Max nữa. Tại sao? Tại vì là iPhone 11 thì là thế hệ uh, nâng cấp của iPhone XR và hiện tại ở Hoàng Hà Mobile đang nhận đặt hàng trước những cái mẫu iPhone 11 mới chính hãng với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng thôi. Và cùng cái mức giá này ấy, thì ở Hoàng Hà Mobile cũng đang bán iPhone Xs Max ở uh, hàng cũ với mức giá khoảng loanh quanh 20 triệu như vậy. Thế cho nên là mình cũng sẽ mang cái chiếc Xs Max ra để so sánh luôn, bởi vì là À, trên cái con chip A12 có thể là với màn hình HD cộng của XR thì nó chưa đủ khả năng để làm khó con chip này nhưng với cái màn hình mà độ phân giải cao hơn như là trên iPhone XS Max thì có thể chúng ta sẽ có một cái kết quả khác biệt đấy và đúng là khác biệt thật à, mình có test với một số tựa game như là Cyber Hunter, Honkai Impact và PUBG Mobile thì với iPhone X Max trước nhá thì thực sự là mình thấy cái hiệu năng của A12 ấy, nó mạnh thật nhưng mà phần nào đó với một cái người chơi game hardcore thì nó không thỏa mãn được mình tại sao? Đầu tiên là với tự game uh, Hong Kong Impact này thì FPS của nó khá là đều, không bị drop khung hình. Tuy nhiên cái FPS trung bình của nó chỉ ở mức 33 thôi. Với Cyber Hunter thì nó là FPS trung bình ở 44 và nó không quá ổn định, có khá là nhiều cái đoạn drop nhẹ mình uh, như các bạn có thể thấy trên màn hình luôn. Còn với PUBG Mobile thì sao? Thì uh, thực sự là cái tự game này nó không đủ sức để làm khó cái chiếc điện thoại của chúng ta. Mình để max setting ở tất cả các cái game nhá thì với PUBG Mobile cũng như vậy cũng mang setting có đổ bóng không có tự động điều chỉnh đồ họa thì FPS vẫn là 60 Tuy vậy khi mà mình quay sang cái chiếc iPhone XR ấy mình cũng test như vậy cũng là ba tựa game đó ở cái mức ví dụ như là Cyber Hunter là đồ họa là mức điên rồ insane này khung hình cao này hay là các cái game khác cũng đều là mắc setting hết thì như các bạn có thể thấy là cả ba tựa game chúng ta đều cho một cái giải FPS cực kỳ cực kỳ đều đó là 60 FPS tất cả các tựa game mắc setting luôn và cũng không cần nói nhiều nữa khi quay sang iPhone 11 với cái con chip A13 mới thì tất nhiên là lại cũng không có tượng game mà làm khó được nó rồi. Thì tại sao mình lại đề ra cái vấn đề như vậy? Đó là trên iPhone XS Max nó có một cái tấm màn hình độ phân giải lớn hơn. Đó là trên mức uh, Full HD cộng một chút thì cái con chip A12 này nó lại không đủ đáp ứng cái nhu cầu của anh em chơi game hardcore đó là 60 FPS tất cả các tượng game ở max setting. Do vậy, khi này thì chúng ta mới nhận ra rằng là A13 nó được sinh ra là có cái lý của nó để làm nó mạnh hơn. Uh, như mình có chấm điểm uh, Geekbench này hay là một số cái điểm khác thì hiệu năng đơn nhân cũng như đa nhân của nó là hơn khoảng 15% điều này thì cũng khá là hợp lý khi mà cái con chip này sở hữu là 8,5 tỷ bóng bán dẫn là tăng khoảng 15% so với con số là 6,9 tỷ bóng bán dẫn trên cái con chip A12 Bionic trước kia tiếp theo ngoài cái việc hiệu năng chỉ để xử lý chơi game và gọi là tăng vụ GPU nặng như thế đi thì cái con A13 để làm gì nữa thì lại phải nhắc lại như anh em đã thấy đấy là trên hệ mới iPhone được nâng cấp rất nhiều về camera như là các anh em thấy trong cái phần trình diễn của Apple khi mà họ ra mắt iPhone mới thì cái nhà sản xuất Phimix Pro một cái ứng dụng quay phim rất chuyên nghiệp họ cũng đã nói rằng là cái chiếc máy này những cái thế hệ iPhone mới có khả năng quay cùng lúc cùng sử dụng nhiều cái camera kể cả là ba camera sau và camera selfie để cho ra nhiều cái nguồn phát hình stream nhiều khung hình khác nhau hơn và như vậy khi mà chúng ta muốn edit video ấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái đường dẫn khung hình hơn như là góc toàn góc chung góc cận ở cả ba camera sau hay là cả một cái góc quay đối diện ở camera trước. Tuy vậy để có thể cầm cự được trước ba cái nguồn phát video tới 4K 60fps như vậy thì rõ ràng cái con chip A12 có thể nó là không đủ. Vậy cho nên là chúng ta mới phải có một cái con chip A13 mạnh mẽ hơn rõ ràng là như vậy. À, tiếp theo mà là mình muốn nói về vấn đề là tiết kiệm năng lượng và hiệu năng với cái con chip A13 này như Apple nói thì nó vẫn cùng sản xuất trên một tiến trình giống như là A12 Bionic thôi Nó chỉ có tăng về cái bóng bán dẫn Tuy nhiên điểm đặc biệt của nó đó chính là nó có cái khả năng tiết kiệm năng lượng hơn rất là nhiều Nó có cái AI tự học về cách sử dụng năng lượng hay là nó có khả năng là tự bật tắt một số cái bộ phận trong con chip để gọi uh, là tiết kiệm năng lượng đi Cái này thì Apple đã nói rất là chi tiết trên cái sân khấu trình diễn của họ rồi Tuy nhiên có một điểm mà chúng ta không đề cập đến đó là khi mà một con chip nó sử dụng càng nhiều năng lượng thì tức là cái tăng lượng thừa thải của nó cũng càng nhiều và cái nhiệt độ của nó phát ra ngoài thì sẽ càng tăng lên anh em nào mà có quan tâm đến máy tính thì có lẽ chúng ta đều biết những cái hệ chip cũ ở uh, tiến trình lớn hiệu năng nó cũng không quá là tốt thì chúng ta sẽ có cái nhiệt lượng tỏa ra nó rất là cao và đẻ kèm vào đó là phải sử dụng những cái bộ tản cũng như bộ nguồn rất là khủng đúng không thì trên cái chiếc máy mới này cái việc mà hiệu năng tăng lên đồng thời với khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn nó cũng sẽ mang lại cái khả năng là kiểm soát nhiệt độ tốt hơn qua đó là đảm bảo cho chúng ta cái quá trình sử dụng nó thoải mái hơn này chơi game không nóng tay hơn và một phần nào đó là đảm bảo cái sự an toàn cho pin nữa bởi vì chúng ta đều biết rằng pin nó sẽ rất không an toàn khi mà nhiệt độ quá cao đồng thời là nó cũng nhanh chai nếu mà phải hoạt động lâu dài trong môi trường mà nóng mực đúng không rồi vậy thôi đó là cái điểm qua những cái ý chính của mình đó là về hiệu năng nó có tăng lên là tại sao nó lại phải tăng này rồi về camera này và về cả những cái yếu tố về an toàn về pin nữa thế còn các bạn thì sao các bạn Nghĩ gì về cái con chip A13 mới này Và cái con chip A12 này Đấy bây giờ các bạn có tiền các bạn có mua XS Max không Hay là các bạn lại mua iPhone 11 cho nó có con chip mới xịn hơn à, Thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhá Và đừng quên là hiện tại thì Hoàng Hà Mobile Đang nhận hàng trước các cái thế hệ iPhone mới chính hãng Với mức giá chỉ từ khoảng 19 triệu đồng thôi Và cũng đang bán cả XS Max cũ Với mức giá cũng tương đương đấy nữa Thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video Để các bạn quan tâm truy cập nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại